Giao lưu với anh em một gốc mai núi của rừng Bình Thuận anh em ơi. Cây này có hoành là 54, chiều cao của cây là 88 và bộ đế là 70 anh em nha. Cây là liên lạc anh em nha. Phần này có cái những hốc thôi chứ không phải là bị bọng gì đâu anh em nha. Cây đặc anh em, cây đặc nha. Hai chi rất là nhỏ, hai chi rất là nhỏ luôn á. Rễ rất nhiều, rễ rất nhiều. Đây, một rễ, hai rễ, ba, bốn, năm, sáu, nói chung lớn nhỏ 6 7 7 rễ gì đó anh em. Rễ nhỏ, rễ mồi cũng nhiều lắm nè. Do cái này là lấy bầu anh em, do lấy bầu nên bị vỡ bầu nên thôi mình mở ra luôn. Cũng uổng anh em ơi, lấy bầu mà nó đá nhiều quá xuống trụ không nổi nè, nên thôi mình rủ bầu luôn, bán rẻ cho anh em chơi chứ có bầu nuôi chắc ăn hơn. Đó. Cây là hành 54 anh em nha. Cái này giao lưu với anh em là 1.800k. 1.800k. Cây hai chi rất là đẹp anh em ơi. Cây hai chi rất là đẹp anh em ha. Đó. Cái phần này to lắm anh em. Tại vì cây nó quay quay một vòng. Quay một vòng. Đó. Cây nó lượn lắc lắm anh em. Cây lượn lắc đẹp lắm anh em. Cây nó kẹ nó ôm đá anh em, nó dẹp. Bởi vì mình nhìn cái cây nó rất là to. Cái cây đường kính cây rất là to. Cái này đường kính 20. Đường kính 20 to. Đó, cây rất là duyên anh em ha. Cây đặc anh em ơi. Cây đặc không bọng lũi hết anh em ha. Hai chi rất là dễ thương. Đó, giót dễ chơi. Nó rễ nhỏ này đây, rễ nhỏ nè, nãy rớt cái bầu. Uổng. Hôm nay nó cứ rễ cám nhiều. Rồi, quay vòng. Nó nhìn này giống như là con hải cẩu vậy nè, nhìn giống như hải cẩu ha, rất là duyên luôn. Chi hai chi nhỏ, hai chi nhỏ mà cái này mình thấy là mình dễ đánh tàn lắm anh em. Rồi mình xin kết thúc clip đây, chân thành cảm ơn anh em nha.